các cháu phải thật sự bình tĩnh, làm thế nào các cháu phải không được chạy lung tung. Có những trường hợp mà rắn độc thực sự thì nó sẽ không bị cái chất độc nó không lan truyền nhanh. Một khuyến cáo rất quan trọng nữa mà các bác sĩ lưu ý về cách xử trí khi bị rắn cắn, đó là các bậc cha mẹ chỉ rửa vết thương bằng nước sạch hoặc dung dịch Betadine. Và đã về được với trên 99,97% xã trên cả nước, trong đó có những huyện được xếp vào diện nghèo nhất cả nước. Có điện giúp tạo động lực giúp cho các vùng thôn bản, vùng nông thôn, hải đảo phát triển kinh tế, đồng thời nhiều vị trí còn có ý nghĩa quan trọng để khẳng định về chủ quyền quốc gia. Và một niềm vui khác khi điều kiện sống ngày càng được cải thiện của người dân mà chúng tôi muốn được chia. Từng góc phố, từng ngõ hẻm, từng cái kiệt đều là trở thành một cái văn hóa cả. Bây giờ sẽ...